nó điện hỏi mua đây bạn. Cái gì? Đây này, đột biến này. Không hiểu vì sao cái đây ông chủ ghi là không bán anh em. Cái này nó anh em coi thử nó đẹp chỗ nào. Mình thấy nó cũng đẹp á, nhưng mà không biết là như thế nào. Anh em thấy cây làm sao? Anh em cho nhận xét đi. Không bán. Cây nói chung bỏ bàn mini. Siêu mini anh em, nhỏ nhỏ, cầm tay nhỏ gọn. Cái này cũng có một cây nữa. Nhỏ nhỏ chứ già lắm nha anh em, 6-7 năm tuổi anh em, không biết đâu. Già lắm, thân cỡ đốt con tay thôi. Mình quái cây nha. Chụp coi, dạ, đúng. Đường cò, cò ấy cái. Quá lẹ. Rồi nha anh em, hiếm. À, quay cái lưu luôn. Lưu đẹp. Chù lưu đẹp vậy bạn thưa. Đẹp, phải đẹp. Cây lưu đẹp mày đúng dàng triển lãm không có bán nha anh em. Anh em đừng có hỏi mua chứ. Tại mấy cái đây tiền cao lắm. Tiền nó nhiều lắm anh em. Chưa. Rồi. Mấy đây anh em xem cái đường mà góc à. Góc rỡ này. Lượng này, lượng này. À, lượng này. Què này nó đóng một cái bú to chà bé. Này thì ghép cục bi. Cái kia là xe là rồi. Rồi. Mai gọi mai tới đây rồi. Nào quen chút. Tác phẩm rất là nghệ thuật. Thưa, nè thôi. À, quá đẹp anh em. Chưa, không cần. Quá là mấy miêu. Dạ, kết thúc video nha các bạn. Anh em thấy cây này đẹp cho mình một lúc like nha anh em. Rồi bye bye các bạn, mình đang tham quan khu vực triển lãm cây cảnh An Nhơn 2024 nha anh em. Rồi bye bye các bạn.